Xin chào các bác, tôi lại có một mẫu ly rất là đáng chơi của dòng Kenwood. Đặc trưng của dòng Kenwood là bass sâu và tép nhiều. Đấy là đặc trưng của dòng Kenwood. Nếu ai đã chơi dàn âm thanh ấy thì sẽ biết dàn Kenwood nó là một trong những hãng mà nổi tiếng nhất về dàn. Pioneer không sánh được về dàn của Kenwood, bởi vì tiếng bass của Kenwood nó rất nặng, đánh sâu, và âm ly và đồ âm thanh của nó cũng vậy, âm ly nó như vậy. Và đây là một con âm ly cũng rất là đáng chơi của dòng Kenwood. Tại sao tôi nói đáng chơi thì tí tôi sẽ mở cái nắp ra cho các bác xem nó đáng chơi hay không. Hàng còn cũng là mượt mà, có mã là 7010 7010, bán giá 6 triệu đồng, hàng bãi zin, đánh hai đôi loa AB cộng B, chỉnh bát chép đầy đủ, chế độ tăng bát đây, cân loa, sure direct mình sẽ không dùng đến, các đường vào âm thanh. Con này nội thất thì phê lắm, tôi quay mặt sau. Với mẫu âm ly này các bác có thể ghép vang và hát karaoke gia đình với những điều kiện là loa chính hãng, không phải loa tàu các bác nha. Loa chính hãng là loa nghe nhạc hoặc loa karaoke loại xịn BMB, Boss hoặc là Pioneer. Đây, đây là mặt sau. Loa A, loa B. Nó theo 4 cụm bên trái, 4 cụm bên phải nha. Đây là thông số kỹ thuật của âm ly 260W. Số series 137, điện 100V, sản xuất tại Nhật Bản. Một con âm ly 2 kênh mà hơn 200W là rất khỏe rồi. Âm ly 2 kênh tôi nói các bác chỉ cần hơn 100W là đã khỏe lắm rồi. Thế nên tôi có rất nhiều con âm ly săn xui chỉ có hơn 100W, tôi bán là chục triệu đồng. Đây tôi sẽ mở cái nắp ra để các bác cảm nhận tại sao tôi nói là nó khỏe, nó đáng chơi. Góc cạnh còn tương đối mượt mà. Con âm ly này nó chạy 4 con sò than 2 vít. Nó cũng giống cái con Onkyo mà tôi bán hôm qua kìa. Nó là loại sò than to, to lắm, sò của nó 4 con, Saken. Và 4 tụ lọc, 2 tản nhiệt, ốp vào nhau, 2 nguồn. Với cái nội thất như này nó không phê mới là lạ. Nội thất nó phê lắm. Hai nguồn 4 tụ lọc, nên là cái hiệu quả hoạt động của nó rất tốt. Bốn tụ lọc này, hai nguồn, hai tản nhiệt ốp vào nhau, và sò thì lúc nào nó cũng bám theo cái tản nhiệt. Những cái sản phẩm màu đen thì khi tôi quay lên nó sẽ không nổi đâu các bác, bởi vì nó phản chiếu ánh sáng, mình sẽ nhìn không rõ. Đây là mặt bên trong mên biếc, rất mới luôn. Cái này là nó để tránh tiếp xúc vào cái nắp kim loại. Lắp còn mượt mà nhá, lắp còn đẹp đấy. 6 triệu đồng. Sức sát này thì sau cái video tôi sẽ sơn qua lại cho nó đẹp hơn, bởi vì góc cạnh nó không xấu nên nó xước này mình sơn qua lớp một chút sơn đen thì trông nó sẽ đẹp mê ly luôn các bác ạ. Đấy, có nào tôi nói luôn. Nhưng mà cái nào tiện mà màu đen thì rất dễ làm, bởi vì mình làm cho nó đẹp hơn thì mình cũng chả có vấn đề gì cả, trừ khi là nó sứt mẻ thì chả làm được, hoặc là màu khác thì chả làm được đâu các bác ạ. Nhưng màu đen này thì những chỗ nào nó sứt nó chấm một chút thì mình chấm một chút sơn đen vào thì nó sẽ ok ngay. Và tôi sẽ mở to. Không nói lời biệt ly, trường xưa giờ vắng. Quan trái có tiếng này. Sóng đạo hẹn chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, dặm về gieo sầu nhớ, mang theo xác em thơ. Bát nó đánh kinh khủng luôn. Nó là bát đánh quá thuyết phục. Loa A, loa B, A cộng B này. Tôi đang đấu cả hai đôi liền. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày. Trở lại xóm đảo còn đâu người yêu. Là tiếng bass của nó đánh thôi rồi luôn các bác ạ. Tiếng rất to và khỏe. Cái nội thất của nó như thế này mà nó không khỏe mới là lạ. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Địa chỉ cửa hàng tôi đây, Minh Audio Hà Đông, ở cạnh ngã tư Văn Phú, chung cư Văn Phú Victoria, trung tâm quận Hà Đông.
các bác nào có nhu cầu đến tận nơi được là tốt, nếu không đặt cọc tiền tôi sẽ gửi hàng đi. Ơi tôi quay gần lại các bác cảm nhận một lần nữa này, góc cạnh còn rất đẹp nhá. Vâng, xin chào.